Em xin chào anh chị. Thì bữa trước em cũng có đăng lên cái này, chia cho anh chị những bịch giả hạt ma bó gieo hạt như này. Thì hôm nay có rất là nhiều anh chị hỏi cách trồng. Thì thực ra cách trồng này thì nó ở trên mạng nó cũng rất nhiều rồi. Và ngày xưa thì về người ta cũng mới, người ta sẽ trồng cầu kỳ hơn. Nhưng mà thực ra cái này trồng rất là đơn giản, không có vấn đề gì cả. Sợ nhất là bị mùa mưa, nó hay phát sinh bệnh. Nhưng mà ngày xưa thì chưa có những loại thuốc chuyên dụng. Chứ còn bây giờ nếu mà mưa xịt kinh kinh bum hay là mấy cái chống thuốc nhuộm cho nó này nọ là nó còn chả bị nữa đâu. Ngày xưa thì đúng là quan trọng quá. Nó chưa có thuốc nhiều nên bệnh nó nhiều, chứ còn bây giờ có thuốc đặc trị hết rồi, bệnh nó cũng chả sợ bao nhiêu hết á. Đây, cây thì mở ra nó như thế này ở trong đây nè. Thì em cũng đã nói sơ qua cái cây này rồi. Cây này là một cây hai loại, em tự làm hoa, tự nở hoa, tự thụ phấn. Tự làm trái luôn. Một cây là bệt ma bó. Một cây là em lấy một cây bệt, em lai với một cây xanh sạch ma bó nở ra cái hoa ám. Thì nó ra cái mã này. Mã này em cũng làm từ năm ngoái rồi, thời đó ma bó còn sốt. Mà làm chỗ này thì đúng là uy tín thật, không có sợ bị cháo trái. Rất là nhiều cây gieo hạt nhưng mà ra nó ra toàn hoa chầm, hoa chiếc này nọ không chị, nó bị cháo mất trái á, hoặc nó nhầm trái. Còn chỗ này thì người ta làm kỹ hơn cho em tí, nhưng mà có điều là trong năm thì bắt đầu cũng công việc gia đình, xong bắt đầu lan liếc này nọ, nó cũng nói chung là nó cũng đi theo một cái hướng khác đó chị. Anh chị, người ta chuyển qua va nhiều, những cái cây này thì không còn ai để ý nữa, nhưng mà cái này là cái tâm huyết của em nên làm thì em cứ làm vậy thôi. Trồng thì cứ trồng, bởi vì khi hàng gieo hạt này thì nó không chả khác gì cây rừng hết. Mình bây giờ đố anh chị tìm được một con kiến ma bó, đúng không? Mà em làm ra vậy thì cây này khác chả khác gì là những cây kiến ma bó cả. Và nó được lai theo ý của mình, một cây bệt lai với một cây mã xanh sạch ra hoa ám. Thì có thể nó sẽ như thế nào đó không biết, nhưng mà có thể so những cây con này sau nó xanh sạch rồi nó ra những cái hoa hồng hay là nó má trắng gì đó thì không biết được, đúng không chị? Nó còn cây khi đổ ra thì nó như thế này. Và anh chị khi làm thì chuẩn bị một thau nước, rồi mở ra bỏ vô thau nước thôi. Nước anh chị có pha gì cũng được. Nếu mà anh chị kỹ thì anh chị có thể pha thêm một ít B1 để kích rễ nó anh chị. Và giọt hương nguyễn pha theo tỷ lệ bao nhiêu đó là tùy, có còn hơn không. Còn riêng em thì em không pha gì cả. Anh chị có thể pha thêm một ít một số loại thuốc chống nấm này nọ. Đó, nếu mà anh chị kỹ, còn không thì cứ làm nước lã như em này. Khi xả ra thì anh chị bỏ vô nước để cho nó dễ lấy cái thạch nó ra anh chị này. Đó, cây này nói chung là làm không có chăm kỹ, không có ra trái, không có, mà ý là phải ra, cứ cây nó lớn nó ăn hết chất dinh dưỡng, cái thạch này là chất dinh dưỡng này chị. Thì phải thay cho nó một lần rồi ra thay nhiều lần rồi ra. Ví dụ ngày trước lần đầu tiên bỏ ở đây thì 100 cây, xong nó lớn xong phải thay ra, tách ra nhiều thì cứ giãn cách ra dần. Còn đây thì đúng là theo thời thế cây cũng không chăm nhiều. Bây giờ để trong này cây, anh chị thấy không, nó lên như này nè, anh chị nhìn này, mập ú này, nó lên cây 52 này nè. Đó thì rễ anh chị thấy không, quá trời rễ luôn. Làm cuối cùng cũng bỏ bê xong rồi. Hồi đó em đặt là 7.000 một cây nha chị nha. Đặt một cây này nè, một cây gieo hạt này là 7.000 một cây đó anh chị, không rẻ đâu. Nhưng mà sau thì bỏ bê nhiều cái. Em hồi đợt em cũng có cọc cho chị đó, người đó một ít, xong rồi sau họ cũng trả thêm lấy thêm tiền em, còn rồi trả luôn cả cái tiền cọc cho em. Nhưng mà em cũng không lấy. Đem về bây giờ đúng là chị, mọi người đó nói là đem về. Anh chị thấy không, rễ nó ăn, nó đang hết trong này, lấy ra khó luôn nè. Rễ rất là dài nữa nha. Đó, anh chị cứ rửa sạch đi như vậy, trồng cho nó xanh vườn thôi. Nhưng mà theo em thì nếu mà anh chị quan sát theo dõi kênh của em lâu rồi thì cái đam mê này của em nó khá là ấy, nó không như một số người bây giờ chủ yếu là làm kinh tế không. Chắc chắn kinh tế thì bạn phải làm rồi, nhưng mà đam mê của mình thì mình không thể nào bỏ được. Em trồng lan, em sưu tầm rất là nhiều, rất là các loại này nọ. Một bịch của nó hồi nãy em đếm ra, bịch đầu tiên đếm khoảng được 20 cây anh chị. Anh chị nhìn nè, cây nó này nha, không nhỏ đâu nha,
Đó. Cái này thành kỳ năm 2 anh chị về trồng phát bây giờ chắc chắn ra là nó sẽ bị đứng. Nó sẽ bị đứng thì nó sẽ lên mầm tiếp. Cái này ra mà Tết một phát ra thì ok luôn, nó ra mầm tiếp luôn là thành cây khỏe luôn. Nhưng mà còn cái này thì nó sẽ bị mầm lỡ, bởi vì năm nay nó ra mầm rồi. Cái này mầm tơ của nó năm nay nè. Anh chị trồng thì nó sẽ đứng cái mầm này, nó sẽ ra một cái mầm tiếp. Đó, anh chị cứ rửa sạch đi. Còn nếu mà anh chị nào mà có ngâm nước, ngâm thuốc á, thì anh chị có thể bỏ qua một cái sao thâu khác. Anh chị bỏ thuốc Atomic B1 hoặc là thuốc nấm này nọ, thì bỏ thâu khác, Hùng Nguyễn này nọ, thì anh chị cứ bỏ vô rồi ngâm. Ngâm nó nửa tiếng 15 phút gì đó. Còn tập nói chung cũng mấy cái đó cũng không có công thức gì chính xác mà cũng không có gì quan trọng lắm, cảm thấy được là được. Nè anh chị thấy không, nè một mầm của nó đây nè, xong nó lên hai mầm đâu không phải, để coi coi đây nè, của nó đây nè, xong nó lên, đúng rồi, lên hai mầm gốc nè, xong cái mầm này nó đứng rồi nè, cái này cũng chuẩn bị đứng nè. Đó là như em nói đó, thạch không có chịu thay thì không có chất dinh dưỡng, nó yếu. Giờ mình bỏ ra mình trồng thôi, chịu khó xịt thuốc nước cho nó. Nè anh chị thấy không, nó này mập ú này, nó lên kỳ ở trong đó luôn nè anh chị thấy không. Nè đó, nên bây giờ em lấy được con ít, em đặt nhiều lắm, mấy ngàn cây, chục ngàn, nhưng mà cây chất lượng kém, em chỉ lấy một ít cây khỏe này thôi, còn những cây kia để đó là như là không lấy nữa, lấy coi như là đủ cái tiền cọc đó hồi đó lấy thôi. Em nhiều quá, em về em cũng không có chỗ trồng, trồng cũng hết, em cũng có chia cho anh chị đó. Nè anh chị thấy không, rễ mọc ú lên mập, cây nào mà khỏe mà nếu một năm nó phải mập hơn vậy, nếu mà đúng làm đúng kiểu thì em cũng có chia bớt cho anh chị về, cứ vậy mà trồng thôi. Hên xui biết đâu được ra năm cánh trắng, mũi trắng, sổ được cây hồng nào đó. Nhưng mà cái này trồng ít cũng phải 2 năm trồng. Nếu mà chị thật sự đam mê thì cứ trồng vậy, nhà xung quanh nhà có cây vú sữa hay trước nhà cây gì đó, trồng nó lớn lớn khỏe khỏe xíu rồi đem ra đó ghép lên đó, ghép một cây lên đó rồi cứ vậy mà xịt nước cho nó chán, chán chê vài ba năm nó có hoa, không có hoa này cũng hoa nọ đó. Đó là công đoạn rửa đơn giản. À nãy quên nói với anh chị nữa, nãy thì khui ra hai bịch đất xanh, có bịch này vàng nè, vàng thì nó cũng xanh vàng không quan trọng nha anh chị nha, bởi vì nếu mà cây khỏe thì nó có thể đi vượt, còn cây yếu thì nó bị rụng lá. Như em đã nói rồi, cái thạch này là nó ít chất dinh dưỡng, nó không đủ chất dinh dưỡng. Những cây như này nè, đổ ra nó vàng khè luôn. Nhưng mà anh chị có thể thấy là đây nè, nó vàng là do nó xuống lá nha chị nha. Đây, thân nó vẫn khỏe như này, thậm chí nó còn ra kỳ đâu. Rồi, anh chị thấy không? Đây nè, cái kỳ nè. Đó, nó còn ra kỳ như này luôn. Cây này thì chưa lên mầm gốc, tức nghĩa là cái cây này nó vừa mới rụng lá, chuẩn bị lên mầm gốc. Đó, còn khi đổ ra thì lá nó hơi vàng một xíu, nó sẽ rụng nhiều, còn rễ ở đây nó cũng không thua kém gì cả. Và em nghĩ những cây này trồng thì sẽ dễ hơn, sẽ khỏe hơn, bởi vì nó đứng ngọn sẵn rồi. Giờ đó, nó này, để vô một phát là nó sẽ lên mầm gốc thôi, chứ không có như mấy những cái cây xanh kia. Cây xanh kia thì nếu mà chăm phải tốt lắm thì nó mới đây này, mầm gốc này anh chị thấy không, mập ú lên mầm gốc này. Những cây xanh kia thì tốt lắm thì nó mới được đi ngọn tiếp, còn không thì nó nè, nó cũng vàng vàng nhưng mà nó khỏe, nó sẽ phải tốn thời gian để nó đứng đứng ngọn nữa. Dạ rồi, sau khi mình cây cối mình rửa sạch rồi, cái đó thì phải rửa 2-3 nước nha anh chị nha. Riêng cái đó không ngâm thì được, nhưng mà rửa thì phải rửa sạch 2-3 nước. Bởi vì cái chất thạch trong đó, nếu mà anh chị để nó ra ngoài, cái chất thạch đó mà để ra ngoài thì nó rất là dễ bị lên nấm. Nói chung là vi sinh vật nó sẽ
nó giàu dinh dưỡng á, bên sinh vật nó sẽ ăn, nó tạo ra nấm này nọ rất là dễ gây bệnh cho cây. Còn sau khi rửa xong rồi thì anh chị có thể để ráo cây, để ráo cây đây đây, để cho nó ráo rồi anh chị đem trồng. Trồng thì cứ lựa ra từng cây như này, anh chị có thể trồng ở bất cứ chỗ nào cũng được. Còn em thì em trồng vào những chậu nhựa nhỏ như thế này. Chậu nhựa nhỏ này thì sau khi cây mai mốt nó mọc lớn, mình có thể dễ dàng nhìn thấy rễ nó xung quanh đây. Thứ nhất, thứ hai là nó tiết kiệm được không gian. Trồng thì ở đây em trồng bỏ thông thôi. Bỏ thông loại bỏ thông xay mịn như này nè. Đó, trồng bình thường thôi. Không có gì cả, rất là đơn giản luôn. Đó, bỏ đặt vào. Và em lưu ý với anh chị một xíu như này nha. Bỏ thông thì xử lý cũng được mà không xử lý cũng được. Không xử lý thì mình về mua vỏ thông, mà không xử lý thì mình về mình xử lý, ngâm qua nước vôi hoặc là luộc lên, hoặc là đơn giản là ngâm nước thôi, ngâm nước để 1 ngày 2 ngày gì đó cho những trứng động vật này nọ trong nó chết bớt đi, với lại nó nói chung là nó sạch hơn một xíu thì tốt hơn. Đặc biệt là trứng sên, ở trong vỏ thông này mà có trứng sên thì tất nhiên là mình trồng chưa có gì đâu, trứng động vật cuốn chiếu này nọ, nhưng mà trồng xong một thời gian thì nó bắt đầu nó nở, lúc đó mình không để ý thì nó sẽ ăn mầm gốc của mình hoặc là ăn rễ. Đó là tại sao phải xử lý, thì nó cũng đơn giản vậy thôi, chả có vấn đề gì cả. Bỏ thông không xử lý cũng được, về mình xử lý. Đó là một cái phương pháp, nếu mà anh chị có thời gian thì anh chị có thể làm như vậy để tiết kiệm chi phí. Còn nếu mà không có thời gian mà mình dư giả tìm tí thì mình mua loại thông xử lý rồi, loại thông xử lý rồi thì nó mắc hơn tí. Nói chung cũng không đáng bao nhiêu nếu mà anh chị trồng những cái mắc tiền, còn trồng những cây này mà trong số lượng như em thì em mới lại chia sẻ với anh chị như vậy thôi. Còn cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mà anh chị bắt đầu trồng thì cái vỏ này anh chị nên ngâm nước cho nó ngấm hết nước vào trong đi. Đó, thì khi anh chị trồng thì cái rễ này nó rễ bất kể cây lan nào để vào thì nó sẽ không bị khô, thì nó sẽ không bị chuột đầu rễ. Còn như kỳ thì anh chị có thể bọc trong những cái miếng xốp hoặc là những miếng giấy chi lê để giữ ẩm. Còn cái vỏ thông mà khô thì anh chị có thể nhìn là biết rồi, khô anh chị ngâm nước thì nó hay nổi lèo phèo trên đó. Nó lâu ngấm nước vào. Còn anh chị mà bỏ vô chậu này, anh chị mà xịt trước phun nước cho nó thì chắc chắn một điều là nó không thể nào nó ngấm vào liền được để nó giữ ẩm cho cái rễ được, mà nước nó sẽ trôi hết xuống rễ, nó không, nó như kiểu cái lá bạc hà vậy, nó sẽ trôi qua hết, nó không có ngấm vào đâu. Anh chị phải tưới, theo em thấy thì em tưới mà giữ ẩm thường xuyên ít nhất là phải 2 tuần, 1 tuần đến 2 tuần thì cái vỏ thông đó nó bắt đầu nó ngấm được nước vào trong, nó mới giữ ẩm được. Đó thì nên cách tốt nhất là anh chị nên ngâm ngâm vỏ thông này trước. Nhưng em ngâm ướt hết rồi thôi anh chị không, em thì em chả phải ngâm đâu, cái bao em để trong vườn á, rồi em tưới thường xuyên, rồi nước nó vô nó ngấm sẵn rồi, cũng chả khác gì ngâm. Và trước khi ấy, trước khi em cũng có xử lý rồi, vỏ thông này là vỏ thông xử lý hết rồi. Nó trồng thì đơn giản như vậy thôi. Còn em không có ngâm, không có ngâm cái này vào thuốc nấm với lại B1, bởi vì em sẽ xịt thuốc nước sau, phân nước anh chị, NPK pha nước rồi xịt thì nó sẽ ngấm vào thân lá, thân lá liền được. Chứ còn nếu mà những cái phân tan chậm thì rễ này chưa có khả năng ăn đâu nha, rễ này chưa ăn liền được đâu, nó cũng phải cần một thời gian, nó sẽ chết bớt vài cái. Cái nào sống thì nó hút được, còn cái nào chết thì nó chết và nó sẽ ra rễ mới. Còn về thuốc, thuốc thì em không ngâm, nên sau khi trồng xong hết rồi em sẽ xịt qua một lần thuốc. Và nếu mà anh chị nào kỹ thì bỏ qua cái bước ngâm kia nha, nếu mà anh chị không ngâm kỹ thì bỏ qua cái bước ngâm kia cũng được, mà anh chị phải xịt 3 lần thuốc. Mùa này thì không sợ, bởi vì đầu mùa mưa mới bắt đầu sợ. Thường thì nó sẽ bị bệnh mà thường gặp nhất của nó là bị thối nhũn và nó chết không không chữa kịp. Khi mà phát hiện ra cái cây nhỏ xíu này anh chị coi, nghĩ coi nó thối một phát là nó chết liền à. Đó. Nên anh chị xịt qua thối nhũn phát, thối nhũn, mấy cái thuốc thối nhũn với lại thuốc nấm pha vào liều loãng thôi, xịt 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày hoặc là 2 ngày là ok. Đó.
Sau khi trồng thì mình sẽ có những chậu như thế này. Đơn giản, hiệu quả. Thực ra cái này thì anh chị thấy em trồng rất là đơn giản, bởi vì em cũng nói với anh chị đó, cây gì thì nó khó chứ riêng cây lan nó dễ kinh khủng dễ luôn. Anh chị thấy có cái cây nào mà một năm anh chị làm kỳ có thể lên 10 cây không, 10 cây con không? Ví dụ như cây anh chị trồng một năm giỏi lắm, mấy cái mầm kia lên, cây cảnh này nọ thì nó lên được 2-3 cái. Cây lan nó dễ trồng, rất là dễ trồng luôn, nên mà anh chị nắm được cái đặc điểm sinh trưởng của nó thì trồng rất là đơn giản. Nó chỉ có một số bệnh cơ bản, đặc biệt là bệnh thối nhũn. Thối nhũn một cây lớn cũng vậy, mà anh chị không phát sớm phát hiện sớm là chết cả bụi. Nó thường nó sẽ bị ở giữa thân, gần gốc đó, nó bị bắt đầu nó lây, mà đến khi mình phát hiện ra nó gục đầu xuống rồi, coi như là nó ăn xuống tới gốc rồi, đâu còn thấy, đâu còn chữa được nữa. Để ý thường xuyên, với lại cái bệnh ba cái bệnh bò biết hút chích này nọ sẽ thuốc sâu là hết. Sâu giờ có nhiều loại thuốc hóa học với lại thuốc sinh học thì phải xịt nhiều lần thì mới hết, nhưng mà nó đỡ độc. Hóa học xịt lần là hết nhưng mà nó độc. Rồi còn mấy cái bệnh nấm niết thì anh chị cứ phến ba cái thuốc nấm kiểu gì cũng hết, đơn giản. Đó là em có nói qua sơ về cái cách trồng cái cây chai, cây ra chai, ra hạt, cây gieo hạt, ra bị như này. Rất là đơn giản luôn, anh chị cứ làm theo em đi, đảm bảo không chết đâu. Cứ phân thuốc như em. Còn phân thuốc thì em nói nhiều rồi, cái đó trên mạng cũng nhiều, chả có gì quan trọng hết. Nó có dăm ba loại bệnh, dăm ba loại thuốc, cứ mang tu z chữa thú nhũn này nọ, rồi nano đồng này nọ, đơn giản. Còn phân thuốc thì anh chị có thể pha B1 ra, hoặc là những loại những cây mà anh chị cần kích rễ thì pha mấy cái loại NPK lân nhiều á. Còn đạm nhiều thì nó cây nó phát triển lá kéo kéo đọt. Còn muốn tới mùa hoa thì xịt loại kali nhiều, thì trên công thức NPK 30 10 10 hoặc là 30 30 30 thì lân đạm với lại kali nó là đều nhau. Còn 30 10 10 thì đó, cái loại nào nhiều 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 thì số nó sẽ to hơn, đó đơn giản mà thôi. Rồi em thôi em nói tới đây nó cũng dài quá rồi. Anh chị cứ làm theo cách của em là được, không có gì mà quan trọng hết. Mùa này thì không sợ thúi đâu, đầu mùa mưa mới bắt đầu sợ thúi. Tưới thì anh chị tránh tưới, đừng ẩm quá, đừng úng quá, ẩm thôi, tưới phun sương thôi. Còn nắng lan này càng nắng càng tốt, không sợ. 80-90% nắng mà được, cây mà quen anh chị cho ra 100% nắng được, nhưng mà trồng 100% nắng thì nó cây nó không có phát, cây nó mập đẹp. Cứ trồng khoảng 70-80% nắng thì cây rất là ok, nắng nhiều cây khỏe đẹp to bự vàng xanh như vậy, xanh ươm đàn ống. Rồi gì nữa ra, tránh nước mưa, những cơn mưa đầu mùa, mưa đầu mùa không như không để ý là anh chị có thể ra đi nguyên nguyên một đám này luôn đó. Vậy thôi, giờ rồi em xin chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những clip sau ạ. Anh chị xem clip thì đăng ký kênh ủng hộ giùm em với. Dạo này kênh của em mất tương tác hơi bị nhiều, cho không có ra, không có thời gian ra những cái clip hướng dẫn này nọ, nhưng mà thật sự nó nhàm quá anh chị ạ. Hướng dẫn thì nó cũng có bao nhiêu thứ đó, làm được hết bao nhiêu thứ đó, là bị xăm cây gì cũng được, cái gì cây lan, nên em cũng ít làm cái clip hướng dẫn. Có gì mới mới thì em mới làm, chứ còn anh chị em làm chắc phải cả mấy trăm clip rồi, đầy đủ các loại rất là nhiều rồi. Nhiều người hỏi thì em mới phải làm clip lại với nội dung tương tự, em lười lắm. Rồi em xin chào anh chị, chúc anh chị vẫn bước trên con đường đam mê của mình, cứ như em cứ đam mê trồng mấy cái người ta không trồng như vậy. Rồi em xin chào anh chị ạ.